Rồi, xin chào các bác. Thì lại là con V30 của em đây. Thì cái con V30 này này, các bác thấy không? Nó đã bị xước này, xước một đường này này, xước một đường khá là sâu đấy. Ở trên này cũng không xước một đường khá là sâu. Ngoài ra còn rất nhiều cái vết xước, xước dăm dăm kiểu chân chim, chân vạc gì đấy, khắp mình luôn. Thì máy em phá mà, đấy rất là nhiều này. Thì hôm nay sẽ em sẽ thực hiện clip để dán cái kính cường lực, kính cường lực đèn UV nhé. Rồi, ok. Thì cái kính cường lực này em mua bên Đạt đây. Thì trước tiên mình sẽ làm vệ sinh cho nó. Trong cái túi mình sẽ có hai cái này để vệ sinh, cái miếng một là miếng ướt, miếng hai là miếng khô. Cái này thì cho các bạn cũng biết rồi. Thì trước tiên nó sẽ trong cái túi này này, nó có cái miếng dán và một miếng giả lau để lau. Đã hết rồi, bước đi. Thì trong này này nó sẽ có hai miếng dán. Thì mình sẽ lấy cái miếng dán để mình dán cái loa thoại lại, mục đích để cho mà khi mà mình đổ keo ấy, nó sẽ không, nếu mà chẳng may nó chảy ra về về phía lỗ loa thoại ấy, thì nó sẽ không bị rơi xuống đấy. Rồi, ok. Mình sẽ dán cái loa thoại lại. Rồi, hai cái mới đủ các bạn. Hai cái nhá. Loa thoại mình thực ra dán ngang cũng được, nhưng mà thôi. Mình dán dọc đi. Cái miếng này cũng có tác dụng để dính bụi nữa các bạn. Rồi, ok. Đấy, sau đó mình sẽ ướm thử cái kính vào xem nó có bị vướng cái chỗ mình dán hay không. Nè. Ôi, chết mẹ rồi. Bị vướng cái chỗ mình dán rồi. Bị vướng cái chỗ mình dán rồi, mình phải dán lại. Dán đấy. À, cái đây là cái lần mà mình dán cái UV này lần đầu tiên. Giờ đây mình cũng chưa biết dán thế nào cả. Mình sẽ dán lại. Nó hỏng bố nó còn đâu. Mình dán trong cái nó hỏng nó. À, bóc được. Ok. Rồi mình sẽ dán lại. Dán vừa chạm thôi nha các bác nhé. Tại vì dán dài quá nó sẽ bị, dán dài quá nó sẽ bị vướng vào cái kính cường lực. Xíu thôi. Đó, ra thế này thôi. Thử lại xem nào, ra một cái thử xem. Đấy, dán vừa chạm là nó cũng là nó khá ok đấy, nó vừa tới luôn đấy. Nó vừa tới luôn đấy. Rồi, dán thêm nữa đi. Rồi. Đây, đây là em cũng như các bác thôi. Đây là lần đầu tiên em dán cái này. Clip này có thể là hơi dài. Mình sẽ làm nó tỉ mỉ một chút. Đó, dán này ok rồi. Rồi các bác sẽ lấy cái miếng này các bác lau đi nhé. Đây là miếng ướt này. Bác lau đi. Làm sao để cho nó. Đấy, đây là miếng ướt này. Bác lau đi. Để cho nó hết bụi bẩn đi nhé. À, bên này cảm giác như nó có cồn đấy, thì nó bay hơi nhanh. Rồi, sau đó các bác lấy cái miếng khô các bác lau lại.
các bác cứ lau đi, nó sạch là được. Trước tiên các bác phải ướm thử cái cường lực xem là vị trí của nó như thế nào là cân đối nhé. Cái này thì các bác phải nhìn thực tế thì các bác mới biết được. Đó. Các bác nhìn thực tế mới biết được. Các bác ướm chừng cho nó xem nó như thế nào là cân đối. Rồi, ok. Mình sẽ bảo ông đây. Bây giờ mình sẽ có cái miếng rẻ này này. Mình sẽ lau lại nhé, cho nó thật sạch. Ừ, hôm nay mình làm cái clip này ở ngoài trời, dẫn đến là sợ là tí khi mà cho keo vào là nó sợ là có bụi ở ngoài trời nó bay vào, cũng rất là sợ cái đấy. Nhưng mà thôi kệ nó đi, ngoài này ánh sáng nó tốt hơn một tí. Đây, có lau sạch đó. Rồi, sau khi lau sạch rồi rồi sau khi lau sạch rồi các bác đổ keo vào. Đây là keo mà kèm theo bộ đấy, mình này xoay ra. Cái này phải cắt các bạn, cắt hay sao nhỉ? Đổ luôn, đây đây có cái nắp đầu trên này, đổ luôn, còn phải cắt đấy, để mình lau lại phát nữa đang, tại vì sợ là nó có bụi. Nếu mà các bác nhìn thấy bụi ấy, các bác nhìn là dùng cái miếng băng keo ấy, các bác dính nó, dính bụi thì nó sẽ tốt hơn. Cái miếng này này có bụi, các bác dùng cái này dính. Rồi, đổ keo vào giữa nhé. Mình sẽ đổ keo vào giữa. Đổ hết luôn nhé. Chết mẹ, nó chảy nhanh thế. Thôi đổ vậy thôi. Rồi các bác bóc cái này ra. Bóc nhanh cho nó chảy ra hết. Mình để không cân dẫn đến là nó chảy đi chỗ khác. Vừa làm clip này vừa quay lên không biết nó có cân hay không đấy. Thôi đại đi, giờ gắn cả ngã về không. Rồi các bác thấy đấy, nó sẽ tự động nó chảy cả ra viền này các bác. À, thôi chết rồi. Đó, nó khi mà xong rồi nó rất là dễ đẩy đi đẩy lại. Trong quá trình dán ấy nó rất là dễ đẩy đi đẩy lại nhé. Thì các bác có thể lúc đấy cũng chỉnh cũng được. Sao cho nó vuông vắn là được. Trên này nó còn một tí nữa chưa chưa hết. Chết rồi, nó không hết các bác ạ. Hỏng xưa cái chỗ này rồi. Có đồ.
chữa cái đài con đâu, chữa của cô mấy Dạ. có chữa được không Chữa cái gì ạ? cái đài con? Bác cứ đưa đây, bà cứ đưa con thế nào. Ừ. Con đang Chắc là... cô đem ra nhé. Vâng, con đang là... Bây giờ nó mua cho 150 cái đài cô thật thành này, nhà khoa này, nó cho cái vài cái bài hát cái nút cắm điện vào cái dây đó mới mua mà Vâng. cơ chữa được ấy. Cô chả biết chữa ở đâu xuống, tự đi nghĩ sao mọi hôm ấy hôm nay Không được các bạn, tình hình là cô đem ra. em là hỏng cái miếng này rồi, nó không ăn đột ra. Cháu đi thật là khó lắm các bạn. Vâng. Nó không ăn nữa các bạn. Đây là cái miếng này của em bị hỏng rồi. Trời là trời. Không được rồi. Thôi bỏ các bạn. Nó chỉ tranh thủ lúc nó chưa ăn mấy. Bỏ các bạn.